gần gần qua gần gần chuyển qua mùa tiết rồi nè, bắt đầu chuẩn bị bẻ, mà đậu của mình còn gì nè các bạn mình, thấy không, còn nhóc hết trơn nè, bắt đầu bà tuần sau phải bẻ để bắt đầu nó vàng hết trơn tới tiết vô đó. Cũng còn không có ai ngồi đây, mình đi ra mình làm xàm quay chơi cho vui, quá trời cũng còn nhiều quá đó, thấy không, còn chùm chùm vậy đó, cà tự giờ bẻ một đống rồi, cứ hết mùa rồi ai nhà cũng còn ra gai nhóc hết trơn. Ở ngoài thấy thấy cái cây đẹp quá, cái ra quay chơi cái cây quá trời đẹp, cái cây nó đỏ đẹp hết sức, đang quay cái ôi cà còn nhóc trái để chơi bự không. Thôi đi vòng qua kia bẻ. Quá wow, đậu cũng còn nhiều. Chùm nhiều quá. Thì cũng còn, chưa sao. Chuẩn bị vô mùa, chuẩn bị lạnh rồi, nhưng mà cũng còn trái nhóc. Bắt đầu tới lạnh là bắt đầu sạch sẽ. Giờ cũng còn trái nhóc hết trơn đây. Còn trái chín nhóc hả? Bẻ không tới, xa quá. Không vòng vô được bẻ nữa. Cà nhóc hết trơn. Ôi ôi, ba trái ngon quá. Ôi, rồi giờ anh chủ anh ra anh lựa anh tiễn một mớ rồi, mà nay giờ chắc chưa ra thấy còn nữa bẻ nữa, chứ cà nhỏ nhóc hết trơn, ông không bẻ gì, bẻ cà lớn không, chút chút nhóc hết. Để cái khô mẹ của người ta chơi, nội này thiệt tỉnh luôn. Quá nhiều chứ cà mẹ rồi, quá nhiều phút.